Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện mấy ngày hôm nay trên cộng đồng mạng cũng như là các khắp mặt báo chia sẻ về thông tin một người phụ nữ có chồng và có con. Mặc dù là có gia đình êm ấm nhưng Trần Thị Hải là một người ngoại tình và người chính trong vụ án đốt hầm xe ở Hà Nội khiến 5 người bị thương và một người tử vong. Thì trong thời gian qua, cộng đồng mạng nghe được cái thông tin này, họ vô cùng phẫn nộ và lên án người phụ nữ này điều tra tội giết người trong vụ đốt xe ở tầng hầm để trả thù tình nhân. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi trong cuộc sống này, chúng ta không biết đâu mà lường đôi khi một người phụ nữ bên cạnh chồng con mà họ lại đang tâm ngoại tình, trong khi đó bỏ mặc chồng con và chính người trong cuộc là chồng của họ không biết được về vấn đề này. Sau khi xảy ra vụ án thì công an điều tra, người chồng rất là ngơ ngác, nói rằng là vợ mình bình thường không có một cái dấu hiệu gì đi ngoại tình. Khi mà Trần Thị Hải đã đốt hầm xe để trả thù bạn trai mình, thực sự một người phụ nữ này quá gan dạ. Cộng đồng mạng cho rằng là một người phụ nữ này không thể nào mà dung thứ được nữa. Điều tra về tội giết người trong vụ đốt xe ở tầng hầm để trả thù thì công an quận Nam Từ Liêm khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản để điều tra hành vi phóng hỏa khiến một người tử vong, 5 người bị thương của Trần Thị Hải. Hôm nay là ngày 4 tháng 4, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án theo điều 123 và 178 Bộ Luật Hình Sự, Hải bị tạm giữ hình sự. Sau khi khám xét và xác minh nhân thân, nhà chức trách xác định Hải có chồng và con trai 5 tuổi, vợ chồng cùng làm nhân viên cho một nhà hàng ở Hà Nội. Vào cuối năm 2019, Hải có tình cảm với anh Hoàng, 28 tuổi, nhưng chồng không hay biết. Vào cuối tháng 1, Hải phát hiện gia đình anh Hoàng ngăn cản mối quan hệ nên thông báo là có thai để níu kéo. Kế hoạch bất thành, Hải muốn trả thù riêng. Kính thưa quý vị khán giả, thực sự ra một người phụ nữ Trần Thị Hải này không thể nào tha thứ được quý vị khán giả. Trong khi đó ở với chồng con mà cứ đi cặp với tình nhân, gia đình cha mẹ của anh Hoàng này là một chàng trai 28 tuổi đó quý vị khán giả. Không ai chấp nhận được một người phụ nữ đang có chồng có con chưa ly dị mà cặp bồ với con trai mình, thử hỏi làm cha làm mẹ thì hỏi là không ngăn cản làm sao được. Cái điều này thì hiển nhiên khi mà gia đình hoặc là anh em, thậm chí bạn bè mà phát hiện được anh Hoàng này mới có 28 tuổi, nếu như Hải đã lập gia đình mà đã chia tay thì cũng không có vấn đề gì. Dù cho trên lệch tuổi tác hay là hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng mà không ràng buộc về hôn nhân thì cái điều đó họ yêu thương và họ đến với nhau là chuyện thường tình. Còn đằng này, Hải là một người đã có gia đình, có con và đang trong thời kỳ kết hôn mà đi cặp với tình nhân. Thì sau khi gia đình của anh Hoàng này 28 tuổi đó quý vị khán giả phát hiện được là ngăn cản là không cho có mối quan hệ này tiếp tục, thì lúc này chị Hải mới nảy sinh ý định là nói có thai để níu kéo anh Hoàng, mà trong khi đó còn đang ở với chồng thì biết đâu có thai với chồng hay là có thai với tình nhân. Cái điều này thật sự cái cô gái thì quá gan dạ, phải nói là đôi khi trong cái cuộc sống này có rất nhiều câu chuyện rất là bất bình và éo le quý vị khán giả, làm cho cộng đồng mạng phải lên tiếng, phải phẫn nộ về những cái người trong cuộc mà họ đã làm trái pháp luật quý vị khán giả. Trần Thị Hải này phải nói là một người đàn bà quá ghê gớm, ngang nhiên đi ngoại tình và trong khi đó thì có sự ngăn cản của gia đình thì lại lên kế hoạch là muốn trả thù người tình nhân. Anh Hoàng thì khai với cảnh sát là suốt thời gian yêu nhau, hai người thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Hoàng từng đề cập về ra mắt, song Hải từ chối. Trong khi đó là cái cô này là đang là có gia đình, có chồng con mà làm sao mà về ra mắt được, cho nên chính vì vậy là anh Hoàng lại nó không biết, cho nên là đòi đi ra mắt gia đình thì là cô này lại từ chối. Yêu nhau 2 năm nhưng anh Hoàng không biết quê quán gia đình Hải ở đâu như thế nào.
Tại vì cái cô gái này là giấu biệt tâm luôn, mà trong khi đó là đang sống cùng với chồng con và đi cặp với tình nhân khác. Sau nhiều lần hãy đến nhà trọ phá và đốt hai máy tính để lánh mặt, anh Hoàng chuyển đến phòng trọ ở nơi khác là phòng 604, nhà số 4 ngõ 60 đường Phú Đông, quận Từ Liêm, để là tránh cái cô này ra. Cái anh này đi ở trọ đâu thì cô này tìm theo là đi phá hỏng hai cái máy tính, và đồng thời là đi đến đó là quậy phá nhiều nơi. Và đồng thời cái anh chàng này không có muốn dính líu tới cái người phụ nữ này nữa, thì dời nhà trọ khác tìm cách né tránh. Chính vì vậy Hải cảm thấy là anh này không còn yêu thương mình nữa, và bắt đầu có nảy sinh ý định là trả thù riêng. Theo nhà chức trách thì Hải trong thời gian này nghĩ là anh họ sẽ chia sẻ tình cảm nên càng bực tức hơn. Khi hết nghi ngờ tới người này, tới người khác, rồi bây giờ nghi ngờ tới một người anh họ là anh Hoàng, ảnh chuyển tới sống cùng đó quý vị khán giả, thì cái cô Hải này lại là có một cái ý định là phải trả thù cái anh họ đó. Cụ thể là chiều ngày 31 tháng 3 thì Hải mua 30.000 tiền xăng đổ vào chai và mang theo. Đến 18 giờ cùng ngày 31 tháng 3, thấy có người ra mở cửa thì Hải xin vào nhờ. Sau đó là đổ xăng xung quanh xe máy của anh họ, của người tình nhân của mình, rồi bật diêm. Thực sự là cái người phụ nữ này quá gan dạ quý vị khán giả. Trong khi ở nhà trọ đó đây, bây giờ tới lui, rồi bây giờ là đem xăng tới đó là coi như đổ xăng là đạn đốt luôn. Khi mà lửa bùng phát lên, cháy lan xung quanh thì Hải chạy vội ra ngoài. Lên đường Lạc Long Quân ăn bún, trong khi đó đốt nhà cửa người ta, rồi bắt đầu đi tỉnh bơ, dắt xe ra ngoài là bắt đầu đi ăn bún tỉnh bơ. Vụ hỏa hoạn được dập tắt sau 30 phút, xong khiến Nguyễn Thị Mai Ánh 25 tuổi trượt chân ngã tử vong khi mà cố chạy thoát, và 5 người khác bị thương vong. Kính thưa quý vị khán giả, cái tội ác của Trần Thị Hải này không thể nào mà pháp luật cũng như là lương tâm mà tha thứ được quý vị khán giả. Đó, bây giờ phóng hỏa làm cho những người người ta là vô tội thì lại là bị là phải đó là một cái tai nạn khủng khiếp. Đó, và một người tử vong đó là cô bé 25 tuổi Mai Thị Ánh, phải nói là quá đau lòng. Nhà chức trách cho biết nghi phạm đã khai nhận hành vi phù hợp với diễn biến đã được xác minh. Tuy nhiên, Hải không có thai như lời khai. Thì lúc đầu muốn kéo níu tình nhân, cho nên là nói có thai. Mà trong khi đó là ở với người chồng, thì biết là có thai với người chồng mà đổi thừa tình nhân. Trong khi cái anh này, cái anh Hoàng này là tình nhân, không hề biết Hải là có gia đình, và cũng không có biết là đã có con. Như vậy cái người phụ nữ này là cố tình và âm mưu, rồi đến lúc nào đó không biết là bây giờ không có phát hiện ra cái vụ này, không có làm những cái vụ mà tài trời này, thì chắc có lẽ một ngày nào đó thằng chồng với đứa con ở nhà thì chắc cũng là chết dưới tay cái cô này thôi. Kính thưa quý vị khán giả, sau khi cái vụ án xảy ra thì ngày 3 tháng 4, công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ Trần Thị Hải, sinh năm 1993, trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, để điều tra xử lý vụ cháy lớn khiến một người tử vong và 5 người khác bị thương xảy ra vào tối ngày 31 tháng 3. Điều đáng chú ý mà cộng đồng mạng quan tâm và dư luận chỉ trích khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Hải thì lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện người phụ nữ này đã lập gia đình và đã có chồng có con trai 5 tuổi. Theo điều tra ban đầu của công an thì vào năm 2019 thì Trần Thị Hải có quan hệ tình cảm ở bên ngoài, đó là một chàng trai sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang. Cuối tháng 1 năm 22 thì Hải phát hiện mình có thai và với bạn trai, nhưng gia đình của bạn trai này ngăn cản, không đồng ý cho hai người tiến tới hôn nhân. Từ đó thì Hải nảy sinh mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã nhau, là từ câu chuyện gia đình đã ngăn cản. Nếu như gia đình không ngăn cản thì liệu cái cô Hải này đang có chồng có con và chưa ly hôn, đang sống cùng với chồng con như vậy, thì là chắc có lẽ là cô này sẽ là bỏ chồng và đi theo một người trai trẻ như thế này. Cái cô Trần Thị Hải này
họ rất là nông nổi và suy nghĩ cạn cùng, trong khi đó mình có chồng có con, đi cặp với một chàng trai trẻ thế kia mà nói là mang thai và đồng thời là muốn kéo níu anh kia và muốn tiến tới với anh kia, còn chồng và con ở đây thì không biết là như thế nào. Cái suy nghĩ dại dột tại cửa hàng làm tóc khi cô Hải suy nghĩ về anh họ của anh Hoàng ngăn cản tình cảm, đây là cái sự nghi ngờ thôi, không quan tâm chăm sóc khi Hải mang thai, cho nên ý định quay lại phòng trọ và mua xăng để về là đốt xe máy của anh họ của anh Hoàng. Phải nói là quá khủng khiếp quý vị khán giả ơi, cô này bắt đầu giả dạng. 18 giờ cùng ngày thì Hải mặc áo khoác để là thao màu đen đó, đội mũ bảo hiểm màu đen, mang chai xăng, ngồi đợi trước cổng khoảng vài phút thì có những người trong gia đình đi ra vào đó thì là xin vào, và người này là để cửa cho Hải vào gặp bạn bên trong. Người này cũng đồng ý là mở cửa cho vào. Khi người này đi lên tầng thì Hải đi vòng quanh cái khu mà để xe đó quý vị khán giả, rồi lấy xăng tưới lên chỗ cái chiếc xe của nhà anh họ. Sợ bị người khác phát hiện là cô Hải này chạy ra khỏi cổng và cởi luôn áo khoác vứt bỏ bên ngoài và điều khiển xe đi ăn bún tại một cái quán ở trên đường Lạc Long Quân. Làm việc ác thì không thể nào tránh khỏi pháp luật, và lương tâm của mình thì không thể nào mà tha thứ được. Khi mà đang ăn bún ngon lành đó quý vị khán giả, thì là được thông báo khu trọ bị cháy và nhiều xe máy ở trong đó bị cháy nổ và những người ở trong nhà đó bị gặp nạn. Cho nên là lúc này thì cái người tình đó gọi Hải hẹn quay lại khu trọ để gặp. Khi đang trên đường đến gặp Hoàng thì bị lực lượng công an bắt giữ. Công an quận Nam Từ Liêm cho biết tại cơ quan điều tra, Hải có khai nhận phù hợp với diễn biến trên. Có nghĩa là sau khi công an điều tra thì cái cô này không thể nào thoát tội được và cô đã khai hết những cái hành vi tội lỗi của mình. Ở đây điều đáng nói, sau khi người chồng của Trần Thị Hải này á, thì anh nói là không có thấy vợ mình xuất hiện một cái biểu hiện gì lạ và cũng không nghi ngờ vợ mình đã ngoại tình. Đó, cái cô Trần Thị Hải này giấu kín, giấu hay, giữ thiệt. Trong suốt thời gian 2 năm quen với chàng trai trẻ, qua lại ăn ngủ với anh kia mà chồng không hề hay biết. Hiện tại thì Trần Thị Hải đã bị bắt tạm giam và điều tra vụ án. Cô này không thể nào thoát được quý vị khán giả ơi. Cái hậu quả không lường, cái suy nghĩ dại dột và cái tội ngoại tình thì không thể nào dung thứ được, dù cho vô nhà đá hay là xuống Diêm Vương cũng không thể mà thoát được tội lỗi của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả có thể chia sẻ ý kiến của mình, bình luận về vấn đề của Trần Thị Hải. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.